trong tâm tưởng của em. Nên em đừng có suy nghĩ là đây là tính xấu, đây là tính tốt. Mà mình đưa về trí tuệ đi. Cách làm thế này là đã đúng quy luật chưa? Cách làm thế này là đã thuận theo tự nhiên chưa? Và nếu cái nào chưa thuận theo tự nhiên thì mình bỏ đi, chứ mình đừng gọi nó là tính xấu. Bởi vì nếu mình gọi nó là tính xấu thì ngay lập tức mình chấp trước và mình đau khổ. Mà nguyên tắc tu nó phải vui vẻ. Còn tu mà nhìn thấy cái ngu của mình xong thấy nó đau khổ thì là tu ngu rồi. Hà Nguyễn có đặt câu hỏi: em chào thầy ạ, em mong thầy chia sẻ thêm về cách nhận diện và cách đối diện với bản ngã trong con người mình ạ. Em cảm ơn thầy, chúc thầy và mọi người luôn bình an ạ. Thưa cả nhà thế này, nếu cả nhà đã từng ăn nem chua của Thanh Hóa thì cả nhà phải hiểu thế này: mình muốn ăn được cái nem ở trong cái thanh nem chua đó thì mình phải biết bóc từng lớp vỏ ra, bóc từng lớp vỏ, bóc từng lớp vỏ, bóc từng lớp vỏ với đến nem mà ăn. Vậy thì giai đoạn mà mình bóc từng lớp vỏ ấy là giai đoạn xấu hay tốt? Thì không có xấu, bởi vì nếu không có cái đoạn giai đoạn bóc vỏ thì đâu có giai đoạn được ăn cái gì ạ? Ăn nem chua. Và hỏi giai đoạn nem chua có hơn bóc vỏ không? Chắc gì lúc ăn nem đã cảm thấy nó thú vị bằng lúc bóc vỏ. Chắc gì đến lúc mà ôm một cô gái vào lòng đã cảm thấy happy hơn là cái lúc mà bật cái cúc áo đầu tiên. Cho nên hỏi cái gì tốt, cái gì xấu chưa chắc nha. Đoạn nào happy hơn thì chưa chắc nha. Vậy thì cái vấn đề ở đây của chúng ta là cũng tương tự như vậy. Cái kiến tánh của chúng ta, cái thật sự là cái hạt giống tốt nhất trong tâm của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta là sự cho đi. Nó nằm ở tận tầng bên trong cùng. Còn cái bản ngã của con người trong cái giai đoạn là phàm phu là thường thu về. Thế nào gọi là ngã? Ngã chính là thói quen. Ngã chính là thói quen. Với mỗi một tâm thức nào thì hắn có thói quen đó, nó dậy nên nó dậy. Đúng không? Nhưng khi bóc hết lớp thói quen xấu và nó loại trừ hết thói quen xấu thì nó sẽ đến thói quen gì ạ? Thói quen tốt. Nó giống như nước trong vậy, gạn hết đục ắt nó sẽ trong, sẽ tìm về kiến tánh. Vậy mỗi ngày vớt đi một ít đục thì ắt nó sẽ vào đến phần nước trong. Mỗi ngày bóc một tờ vỏ bên ngoài cái nem chua, ắt đến lúc nó sẽ vào nem chua. Vậy thì tôi mới chia sẻ với Hà Nguyễn thế này: đầu tiên trong tâm tưởng của em, nên em đừng có suy nghĩ là đây là tính xấu, đây là tính tốt. Mà mình đưa về trí tuệ đi. Cách làm thế này là đã đúng quy luật chưa? Cách làm thế này là đã thuận theo tự nhiên chưa? Và nếu cái nào chưa thuận theo tự nhiên thì mình bỏ đi, chứ mình đừng gọi nó là tính xấu. Bởi vì nếu mình gọi nó là tính xấu thì ngay lập tức mình chấp trước và mình đau khổ. Mà nguyên tắc tu nó phải vui vẻ. Còn tu mà nhìn thấy cái ngu của mình xong thấy nó đau khổ thì là tu ngu rồi. Tu mà nhìn thấy cái ngu của mình xong nó phải vui gần chết chứ. Thì đấy mới là tu khôn, đấy mới là tu vui. Còn tu mà cứ nhìn thấy cái ngu của mình xong là nó buồn gần chết thì cái đấy gọi là tu ngu. Mình phải may mắn mình phát hiện ra nó chứ. Vậy thì cứ giống như kiểu mỗi một lần bóc được một lớp vỏ nem chua ra ấy. Đúng không? Là về mặt quy luật mình phải hiểu là nó phải có lớp vỏ ngoài và phải bóc được nó ra thì mới được ăn nem chua. Chứ không phải đến lúc được ăn nem chua thì mình bảo sao mình ngu thế nhỉ, bây giờ mới được ăn nem chua, không bóc đấy đâu mà ăn. Vậy thì cũng tương tự như vậy, mỗi một thời khắc chúng ta sống trong hiện tại, chúng ta nhìn thấy những việc mà chúng ta làm không đúng quy luật,
không thuận theo tự nhiên, thì chúng ta tỉnh thức để chúng ta không lặp lại nó nữa, thì rõ ràng là chúng ta sẽ loại bỏ được thói quen xấu. Và chúng ta đâu có phải đối diện với nó, tự nó là một vị khách, nó thăm mình rồi nó sẽ qua đi thôi mà. Thì lấy ví dụ thế này, tự nhiên tôi đeo cái đồng hồ nó đắt tiền chẳng hạn, xong tôi đến đám đông tôi cứ nói chuyện về đồng hồ, rồi tôi khoe đồng hồ của tôi bao nhiêu tiền, thì rõ ràng đấy là ngạo mạn đúng không ạ, đấy là sĩ diện đúng không ạ. À, và chỉ cần định khoe thôi thì tôi nhận ra, tôi tỉnh thức tôi nhận ra là à, thằng Tuấn này sắp sĩ rồi đấy, và dừng lại ở đó. Và mỗi một ngày mình rèn dần thói quen đó, mình không sĩ nữa, xong dần dần mình trở thành người gì, dễ gần và khiêm tốn. À, bắt đầu sắp đến đem chùa rồi đấy, tức là hạt giống tốt nó gì, nó nổi lên. Và cái việc mà nó sắp sĩ nó có xấu không, kệ nó, có điều khi nào mình phát hiện thì mình dừng nó lại, mà nếu không phát hiện nó nỡ sĩ rồi về cũng không ân hận, bởi vì mình dạy nên nó phải dạy. Nhiều khi sĩ đủ thì nó lại hết sĩ, không? Nhiều khi khoe đồng hồ lần thứ nhất không thấy thằng nó nghe, khoe lần hai nó bảo bốc phét vừa thôi, thì có khi lần ba tự nhiên không khoe nữa, mà cũng tốt mà, vì vậy nó không có xấu. Đừng nghĩ lớp vỏ của nem chua là xấu, cũng đừng nghĩ là những tính xấu của mình là xấu, bởi vì tính xấu đấy bóc xong nó thì ắt nó đến tính tốt. Cho nên bạn đâu có phải đối diện với bản ngã, bạn chung sống với nó, rồi tự khắc nó sẽ chào tạm biệt bạn để nó đi. Cho nên có hai khái niệm vô thường và vô ngã. Vô thường là không có vật chất nào đứng im cả, nó đều gì ạ, thành trụ hoại không. Vô ngã cũng vậy, không có thói quen nào nó ở cạnh mình mãi cả. Khi nào mình nhận thức được cái thói quen đấy là thói quen mà cần phải loại bỏ, thì tự nó cũng sẽ chào mình nó ra đi. Trí tuệ của mình nó lên thì thói quen đấy nó cũng sẽ tự biến mất. Cho nên là bạn cũng không cần phải sốt sắng với những thói quen xấu của mình, phải loại bỏ ngay. Mà điều quan trọng nhất, bạn nhận diện ra nó, nó là một vị khách, và hãy tiếp đón nó nồng hậu nhất, tự nó sẽ ra đi nhá. Vậy thì người tu hành là người không có gì xấu, không có gì tốt. Nhờ phát hiện ra tính xấu mà mình hết xấu, nhờ phát hiện ra con sâu để bắt con sâu ra khỏi bát canh, mà mới có một cách bát canh rửa sạch. Nhờ phá sản mới phát hiện ra mình ngu, mà nhờ biết mình ngu thì mới lập lại được sự nghiệp. À, cho nên đối diện với nó như giống như là gì, một phần tất yếu của cuộc sống, chứ đừng, bạn đừng coi nó là kẻ thù của cuộc sống. Và ngày nào kẻ nào coi rằng những thói quen xấu nó là kẻ thù của cuộc sống thì ngày đó chúng ta áp lực vô cùng, càng tu càng khổ, càng tu càng áp lực. Vậy sau khi tu xong, giác ngộ mình phát hiện ra rằng trong con người mình có 300 tính xấu, có khổ không, có đau không? Không, 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 không. Bởi vì mình có bao giờ mình tu đâu, cho nên có 300 tính xấu là gì? Là đúng quy luật rồi, nó dậy nên nó dậy. Nay bắt đầu tu rồi và đã nhìn thấy 3 con sâu, 300 con sâu. Nay bắt đầu mình có kế hoạch gì? Chào tạm biệt từng em sâu một. Và cũng không cần phải bắt buộc nó phải rời bỏ mình ngay 300 con này, mà có kế hoạch gì? Từ từ chia tay từng người bạn, và cũng coi nó là một phần tất yếu của cuộc sống. Thế thì tu nó với gì? Nhẹ nhàng, nó với vui vẻ trong dòng đời chứ. Chứ không tu nó trở thành một cái áp lực, một đau khổ là chết luôn nhá. Rồi ạ, không tránh tình trạng là ngày xưa vô minh thì còn thấy đời hạnh phúc, từ ngày hiểu chuyện, biết nhiều, thấy mình có nhiều cái ngu quá, thấy mình có nhiều cái sai quá, lại thấy gì, ân hận với quá khứ, đau khổ với chính mình, thì tu đấy là tu ngu. Vì vậy điều quan trọng trong tất cả các loại tha thứ, thì đầu tiên
phải tha thứ cho chính mình. Bởi vì tất cả những thứ mình làm là do mình không biết mà mình làm thôi. Chúa dạy rồi mà. Đừng trách những người anh em do họ không biết điều họ đang làm mà họ làm. Đấy. Nha. Phải tha thứ cho chính mình để sống vui vẻ mỗi ngày. Thứ hai, hãy tha thứ cho người khác để những hạt giống sân hận nơi mình nó rời bỏ mình và những hạt giống yêu thương nó được nảy mầm. Rồi cảm ơn Hà Nguyễn. Hãy đối diện với bản ngã như một người bạn và hãy tha thứ những cho mình những cái bản ngã xấu, những thói quen xấu. Rồi từ từ nó sẽ rời bỏ mình sau. Không phải đau khổ, không phải chiến đấu với nó làm gì. Từ từ nhá. Rồi chúc bạn vừa tu, vừa bước đi trên đường tu mà vừa vui vẻ được tận hưởng quá trình tu. Rồi ạ, xin cảm ơn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.